cận cảnh khu dân cư ở thành phố Đồng Hới ngập cả mét trong nước lũ. Tổ dân phố Phú Thượng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, nằm sát quốc lộ 1 bị nước lũ bao vây. Nhiều nhà dân bị lũ tràn vào, đường phố ngập cả mét. Sáng ngày 28 tháng 10, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Quảng Bình vẫn tiếp tục mưa lớn. Theo cơ quan chức năng, lượng mưa đo được ở địa bàn thành phố trong 2 ngày qua lên tới hơn 500mm, nước lũ đã tấn công ở nhiều nơi. Tổ dân phố Phú Thượng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, nằm sát quốc lộ 1 bị nước lũ bao vây. Nhiều nhà dân bị lũ tràn vào, đường phố ngập cả mét. Sáng ngày 28 tháng 10, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Quảng Bình vẫn tiếp tục mưa lớn. Theo cơ quan chức năng, lượng mưa đo được ở địa bàn thành phố trong 2 ngày qua lên tới hơn 500mm, nước lũ đã tấn công ở nhiều nơi. Cá biệt, tại tổ dân phố Phú Thượng, phường Phú Hải, nước từ sông Nhật Lệ dâng cao kết hợp triều cường ồ ạt tràn vào nhà dân. Lúc 10 giờ ngày 28 tháng 10, dù nằm sát quốc lộ 1 nhưng nhiều tuyến đường tại tổ dân phố này bị nước lũ dây tấn công, có nơi ngập cả mét. Nhiều người dân địa phương phải lội nước lụt quá hông hoặc sử dụng thuyền nhỏ để di chuyển. Theo bà Phạm Thị Lê, tổ dân phố Phú Thượng, từ trận lũ lịch sử năm 2020, đến nay mới xảy ra cảnh nước lũ tràn vào nhà bà. Nước lên rất nhanh, không ai trở tay kịp. Tôi sống ở đây cùng chồng và hai cháu nhỏ. Nhìn nước lên mà ngao ngán, bà Lê nói. Ông Nguyễn Thanh Hào, bí thư đảng ủy phường Phú Hải, cho biết khu vực tổ dân phố Phú Thượng thấp trũng. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết 350 hộ ở tổ dân phố này đã bị ngập lụt. Chúng tôi đã có thông báo, khuyến cáo bà con di chuyển đồ đạc lên cao, hạn chế di chuyển ra ngoài đường để tránh tai nạn đáng tiếc, ông Hào nói.